đội tuyển Việt Nam hai lần vào tứ kết dù yếu thế nhất ASEAN Cup. Phải thừa nhận, đội tuyển Việt Nam khiêm tốn ở một loạt thống kê từ tầm vóc, giá trị đến kinh nghiệm tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Nhưng điều đó không có nghĩa những chiến binh sao vàng lép vế tại giải đấu số 1 châu Á. Những minh chứng trong quá khứ đủ khiến đội tuyển Việt Nam được các đối thủ hàng đầu nể trọng. Những số liệu khiêm tốn. Trước khi vòng chung kết ASEAN Cup 2023 diễn ra, những trang thống kê uy tín hay chính AFC đã công bố một loạt số liệu tổng quan xoay quanh 24 đội tham dự giải. Trong đó, đội tuyển Việt Nam có chiều cao thấp nhất giải, với trung bình chỉ 1,754m. Đội có chiều cao tốt nhất vẫn là Iran, với trung bình 1,838m. Ở hạng mục cân nặng, đội tuyển Việt Nam cũng ở nhóm khiêm tốn nhất giải. Cân nặng trung bình của đội tuyển Việt Nam là 71,7kg, chỉ nhỉnh hơn so với Thái Lan 69,6kg và UAE 70,9kg. Liên quan đến giá trị đội hình, đội tuyển Việt Nam được Transfer Market định giá 6,33 triệu euro. Con số này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussi xếp thứ 22 trên 24 đội tham dự giải. Trong đó, Philippe Nguyễn là cầu thủ có giá trị cao nhất của Việt Nam với mức 600,000 euro. Cũng cần phải nói thêm, việc vắng mặt rất nhiều hảo thủ vốn được Transfermarkt định giá cao vì lý do chấn thương như Ngọc Hải, Thành Trung, Hoàng Đức, Văn Lâm, Tiến Linh khiến giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam giảm đi đáng kể. Đội tuyển Việt Nam khiêm tốn về tầm vóc tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Những tài năng trẻ hoặc các cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp đội tuyển quốc gia là lý do khiến giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam ở mức khiêm tốn so với những đại gia đích thực ở trên trường châu lục. Cũng vì những thay đổi rất lớn về mặt lực lượng, chỉ khoảng 5 cầu thủ còn sót lại từ vòng chung kết ASEAN Cup 2019, nên đội tuyển Việt Nam một lần nữa vào nhóm đội hình có tuổi đời trẻ nhất giải. Gai xương rồng ở sa mạc Qatar. Tất nhiên, với ba bộ chỉ số cơ bản kể trên, đội tuyển Việt Nam hẳn nhiên lép vế hơn đa số các đối thủ tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng bị đánh bại tại giải đấu. Nên nhớ, cả hai lần tham dự vòng chung kết ASEAN Cup tính từ năm 2000 trở lại đây, những chiến binh sao vàng đều vào nhóm 8 đội mạnh nhất giải. 4 năm trước cũng tại Tây Á, cụ thể là UAE, đội tuyển Việt Nam khi đó cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Quang Hải cùng các đồng đội nằm trong diện có chiều cao trung bình thấp nhất giải. Đội khi đó cũng trẻ nhất giải đấu với độ tuổi trung bình 23,12. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam cũng là đội duy nhất không đăng ký cầu thủ nào trên 30 tuổi vào danh sách gửi lên AFC khi đó. Việt Nam với đội hình trẻ nhất ASEAN Cup 2019 vào đến vòng tứ kết. Vậy nhưng, đội tuyển Việt Nam đã đi đến vòng tứ kết của giải. Chúng ta cũng chỉ thua sát nút 0-1 trước một Nhật Bản hùng mạnh khi đó. AFC thậm chí còn đưa ra thống kê đáng chú ý, đó là trong 3 trận gần nhất ở ASEAN Cup trước năm 2024. Đội tuyển Việt Nam chỉ thua đúng một lần. Tại vòng chung kết ASEAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đối mặt với 23 pha dứt điểm. Nhưng hàng thủ đã làm quá tốt. Riêng thủ môn Đặng Văn Lâm có tới 16 lần cứu thua cho đội nhà. Chỉ hai thủ môn khác tại giải đấu lúc bấy giờ làm tốt hơn thế. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá Việt Nam là đối thủ khó chơi tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Việt Nam cho thấy mình là một tập thể khó bị đánh bại. Ở trận đấu quốc tế gần nhất, huấn luyện viên Iraq đã phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã rất may mắn để đánh bại được đội tuyển Việt Nam của ông Troussi. Với bàn thắng được ghi đúng ở những giây bù giờ cuối cùng,